Chào mừng các bạn đến với Manganime Official. Mình là Shin. Đây là video kết quả của cuộc thi thiết kế stand lần thứ 2. Trong video ngày hôm nay là 9 stand mà bọn mình cho là thú vị nhất. Ngoài ra cũng sẽ có một số stand suýt chút nữa thì lọt vào vòng này. Bọn mình sẽ tổ chức bình chọn ở phần tab cộng đồng của kênh. Ngoài ra thì cũng sẽ để link dẫn đến phần bình chọn ở phần comment cho các bạn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Và stand đầu tiên trong video ngày hôm nay chính là Imagine Dragon của tác giả Nguyễn Lê. Stand user là Charmander của series Pokemon. Được thiết kế dựa trên dạng tiến hóa cuối cùng của Pokemon là Charizard, kèm theo một chút cơ khí. Năng lực chủ yếu của nó là khả năng nén lửa. Khi dùng khả năng này thì stand cần đấm vào một vật xác định, và khi bất cứ thứ gì chạm vào nó, một ngọn lửa với nhiệt độ cao hơn 500 độ C do phóng ra và lan tỏa trong phạm vi từ 3-5 mét. Ngoài ra thì Imagine Dragon có thể thực hiện các đợt tấn công tầm xa bằng lửa như phun ra lửa bằng cách sử dụng hai bình khí sau lưng, tạo ra phản ứng khí để tích tụ ngọn lửa phun ra bên ngoài từ tay hay từ miệng. Điểm yếu của nó là stand có thể bị suy yếu nếu nhiệt độ của môi trường xuống dưới 10 độ C và nước có thể tác động lên stand và làm cho stand không thể duy trì ngọn lửa. Stand thứ hai trong video ngày hôm nay chính là Lost Flame của tác giả Chân Tai. Stand user là Natsu Dragonew. Sức mạnh của nó chính là đẩy Natsu đến trạng thái long lực và tăng cường sức mạnh cho Natsu. Thao túng và điều khiển lửa, thay đổi nhiệt độ và hình dạng của lửa. Hấp thụ và các dạng năng lượng để biến đổi sức mạnh hay hồi phục như lửa, điện, năng lượng hạt nhân, vân vân. Thoát ra khỏi vỏ bọc và trở thành ngọn lửa bất khả chiến bại trong vòng 1 phút. Phản lại tất cả các đợt tấn công, dịch chuyển, hồi phục, vân vân. Khi hiệu ứng kết thúc, tiếp tục tăng sức mạnh cực đại cho Natsu trong vòng 2 phút. Điểm yếu chính là sợ nước, tạm thời bị yếu khi chạm vào nước. Điểm yếu thứ hai chính là khi đẩy Natsu đến trạng thái long lực sẽ khiến Natsu bị mất sức rất nhanh, có thể khiến Natsu bất tỉnh. Và điểm yếu thứ ba chính là sau khi thoát xác và duy trì hiệu ứng tăng sức mạnh, trong 5 phút sau thì stand sẽ bị vô hiệu hóa và không thể triệu hồi trong vòng 8 tiếng. Stand thứ ba trong video ngày hôm nay chính là Perfect Worker, tác giả là Hoàng Tú. Stand user là Sengu Ishigami. Đôi lời giới thiệu về tiểu sử của Stan. Stan này được thiết kế theo model robot, thể hiện cho ước muốn xây dựng lại thế giới hiện đại của Senku. Công nghệ robot cũng chính là công nghệ hiện đại nhất hiện giờ. Và Stan này được thiết kế từ các chi tiết của các phát minh, thể hiện tiến bộ khoa học mà Senku đã khôi phục lại từ mốc thời gian mà cậu bắt đầu tỉnh giấc sau 3.700 năm. Năng lực của Stan, năng lực thứ nhất chính là vỏ cứng. Stan này không thể bị ảnh hưởng bởi các chất độc và các chất hóa học. Năng lực thứ hai chính là kỹ sư lành nghề. Stan có khả năng biến bất cứ chất liệu nào thành bất cứ hình dạng gì nếu muốn, chỉ cần chất liệu cần sử dụng phải được tác động bởi cây kìm mà Stan đang cầm. Khả năng thứ ba của nó chính là con mắt của nhà khoa học. Stan có thể phân tích mọi thứ trong tầm nhìn rồi gửi những thông tin đó qua sóng não tới cho Senku. Khả năng thứ tư chính là vũ khí khoa học. Ngoài vũ khí chính là cây kìm sớm nước, khẩu pháo trên vai của Perfect Worker có thể bắn ra một đạn đạo chứa axit sulfuric như chiếc xe tăng mà Senku đã chế, gây sát thương trong phạm vi trung bình khoảng 10 mét. Điểm yếu của Stan này chính là để sử dụng năng lực thứ hai thì Stan user hay Senku phải nhớ rõ từng chi tiết và kích cỡ của vật biến đổi thành và buộc phải suy nghĩ về vật đấy trong suốt quá trình biến đổi từ vài giây cho đến vài giờ tùy thuộc vào độ chi tiết của vật cần biến đổi thành. Và năng lực này không thể tác động lên hạt chất liệu cùng một lúc. Ví dụ để chế tạo ra dây điện cần nhựa và đồng, năng lực chỉ tạo ra dây đồng hoặc vỏ nhựa vì năng lực chỉ có thể tác động lên một chất liệu mỗi lần sử dụng. Điểm yếu tiếp theo, năng lực thứ ba sẽ giết chết người sử dụng nếu thông tin truyền về quá lớn. Khi đó nó sẽ khiến Stand user căng não và tử vong. Senku vẫn sẽ an toàn nếu chỉ quét vài thứ nhất định trước mặt hoặc bộ não của cậu phải thật khủng để chịu được sức nặng của thông tin. Điểm yếu thứ tư, điểm yếu thứ ba chính là khả năng thứ tư sẽ chỉ bắn được 3 loạt đạn đạo mỗi ngày. Stand thứ tư xuất hiện trong video ngày hôm nay chính là Double Double của tác giả Minh Chí. Stand user chính là Jin Buwaiwara, hay còn gọi là Twice. Double Double là stand cận chiến có khả năng phân tách làm hai stand khác nhau. Hai stand này được phân tách có ngoại hình tương tự như ban đầu, nhưng một stand có toàn thân màu sắc tím đậm, stand còn lại toàn thân màu sắc tím nhạt. Stand có sắc tím đậm mang sức mạnh thể chất vượt trội và do đó có độ chính xác cao. Mang điểm yếu là chỉ được sử dụng ở một trong hai mode là tấn công và phòng thủ. Mode tấn công sẽ làm cho stand chỉ tấn công vào mục tiêu do người sử dụng chỉ định mà không quan tâm đến xung quanh, mặc dù bị kẻ khác tấn công. Còn ở mode phòng thủ, Stan sẽ luôn ở thế thủ để bảo vệ, và bảo vệ rất tốt nhé, mà không đưa ra bất kỳ đòn tấn công nào. Stan này mang sức mạnh điều khiển người khác trong tối đa 7 giây, và có thể hơn nếu rèn luyện. Tầm điều khiển trong bán kính 5 mét,
Stand này còn thậm chí có thể điều khiển được cả stand của địch và tối đa là một người một lúc. Cần nghỉ vài phút giữa mỗi lần sử dụng. Khi điều khiển thì người khác cũng không thể di chuyển. Yếu tố nặng nề nhất chính là khi sử dụng năng lực này thì stand gốc không đưa ra được bất kỳ đòn tấn công nào. Còn Double Double là bản ban đầu, chỉ có khả năng cận chiến bình thường. Khi phân tách stand, yêu cầu chủ nhân cũng phải phân tách để điều khiển stand kia. Điểm yếu bổ sung chính là tầm đánh của Double Double lẫn Double Double 1 đều là 3m. Còn với Double Double 2, nếu người điều khiển bị ảnh hưởng gì thì Double Double 2 cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Stand tiếp theo trong video hôm nay chính là In Your Eyes của tác giả Chidino. Stand user là Nezuko Kamado. Đầu tiên là về phần ngoại hình của stand. Thì stand này có đầu cáo đặc trưng, gần giống với chiếc mặt nạ may mắn của ông Urokodaki. Xung quanh thì có lớp lông vũ. Thân hình lẫn tay chân của nó khá là gầy gò, có dây thừng và obi quấn quanh phần eo. Dọc theo cơ thể của nó có các phần chấm nhỏ gồ lên khỏi da. Sau lưng nó thì có 4 mảnh thủy tinh song song nhau nhằm phát huy sức mạnh của stand này. Điểm yếu nổi bật nhất của nó chính là các khớp cùi trỏ. Cổ tay, đầu gối, cổ chân và phần bụng được thay thế bằng các khối cầu. Những khối cầu này có thể tách rời di chuyển độc lập theo ý muốn của Nezuko. Bàn tay có móng vuốt quỷ như của Nezuko để tăng sức mạnh trong khi đánh cận chiến. Và sau đây là các khả năng của stand. Khả năng thứ nhất, các khối cầu trong cơ thể của stand có thể tách rời, luồn lách khắp nơi khó có thể phát hiện để phát huy sức mạnh. Những khối cầu này có tác dụng như kính lúp. Khi ánh sáng chiếu vào một quả cầu thì nó sẽ chuyển sang quả khác. Những luồng sáng này, mỗi khi đi qua một quả cầu thì nhiệt độ và độ sáng của tia sáng đó sẽ tăng gấp 2 lần, tạo ra sức công phá khổng lồ. Nếu mà đủ khéo léo thì Nezuko sẽ cho luồng sáng chạy qua được 12 quả cầu thì toang luôn với con quỷ. Khả năng thứ hai chính là dùng lượng ánh sáng hấp thụ được vào ban ngày và bắn chúng ra từ con mắt trái của stand như tia laser. Ánh sáng cực mạnh chiếu vào cơ thể đối phương, sáng tới mức xuyên qua họ hay có thể làm mù lòa hoặc chết vì bỏng. Và sau khi thực hiện chiêu thức này thì Nezuko sẽ phải ngủ tầm 4 ngày để hồi sức vì mất quá nhiều năng lượng. Điểm yếu của stand này, tuy mạnh là vậy nhưng stand này có điểm yếu chí mạng chính là mấy quả cầu. Một khi quả cầu nhận sát thương thì bộ phận ở vị trí tương ứng cũng sẽ nhận sát thương. Ví dụ như quả cầu ở khu vực đầu gối bị vỡ thì xương của Nezuko cũng sẽ bị vỡ theo. Quả cầu càng hư hại nặng thì vết thương càng nặng. Và nếu quả cầu ở bụng bị vỡ thì toàn bộ cơ quan nội tạng cũng sẽ nát theo luôn. Khi dùng quá sức thì Nezuko sẽ phải ngủ để hồi sức và trong lúc đó thì sẽ không làm được gì. Điểm thứ hai chính là nếu khu vực quanh Nezuko và In Your Eyes không có ánh sáng thì stand này cũng vô dụng. Ánh sáng càng mạnh thì sát thương có thể gây ra càng cao. In Your Eyes là stand tầm xa có sức công phá cực mạnh, tùy theo cách mà chủ nhân sử dụng. Cách thức tấn công chính của nó là truyền ánh sáng và truyền nhiệt. Nezuko là con quỷ duy nhất có thể kháng được ánh sáng mặt trời sau trận chiến với thượng huyền tử Hantengu, nên khá chắc rằng khả năng của cô bé sẽ đủ để phát huy toàn bộ sức mạnh của stand. Quả cầu của stand này cũng khá cứng và nếu bị vỡ thì vẫn có thể hồi phục được. Còn nếu quả cầu bị chém bởi Nhật Luân kiếm thì rất khó để lành lại vết thương. Tầm di chuyển của những quả cầu đều nằm trong một vùng giới hạn, cụ thể là trong tầm nhìn của Nezuko. Và nếu stand cần đánh cận chiến thì sẽ phải thu hồi các quả cầu lại, tạo thành các khớp thì mới tấn công được. Mặc dù cơ thể có thể tách rời tùy ý nhưng nó vẫn có khuyết điểm như trên. Khi đã có stand rồi thì Nezuko vẫn sẽ không mất đi huyết kỹ thuật của mình. Stand tiếp theo xuất hiện trong video ngày hôm nay chính là Eye of Monster của tác giả Tú Nguyễn. Stand user chính là Hashibira Inosuke. Khả năng của nó thứ nhất chính là nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ trong phạm vi 10m. Khả năng thứ hai chính là nhảy cao 3m. Và khả năng thứ ba chính là tạo ra một lực chém với áp suất cao, có khả năng chém thành đôi một thanh sắt. Điểm yếu duy nhất của nó chính là khi một stand nào đó có khả năng liên quan tới lửa hoặc thứ gì dễ cháy ở gần thì stand này sẽ bị giảm sức tấn công và tốc độ đi khá nhiều. Stand tiếp theo trong video ngày hôm nay chính là Golden Kick của tác giả Hoàng Nam Lương. Stand user chính là Vinsmoke Sanji. Khả năng thứ nhất của nó chính là Flame Kick Barris. Golden Kick tung ra hàng loạt cú đá bọc lửa gây sát thương cực lớn nhưng tầm đánh chỉ có khoảng 3m mà thôi. Khả năng thứ hai chính là Flame Ball. Golden Kick sút những quả cầu lửa từ chân với tốc độ rất cao, có tầm đánh khoảng 10m. Khả năng thứ ba chính là Clone. Golden Kick di chuyển xung quanh đối thủ với tốc độ nhanh, tạo ra các ảo ảnh có thể tấn công đối thủ. Khả năng thứ tư chính là Golden Eyes. Golden Kick có thể nhìn trước tương lai trong 5 giây và tự bảo vệ chủ nhân, có thể nhìn tới 360 độ. Điểm yếu chính là Golden Kick yếu thế hơn khi đánh nhau với những đối phương nhỏ bé và khó định vị địch trong bóng tối. Stand tiếp theo trong video hôm nay chính là The Crossfire Man của tác giả Mai Gia Huy. Stand user chính là Shinra Kusakabe. Khả năng của stand này là có thể điều khiển những ngọn lửa xung quanh, không chỉ dùng lửa ở chân mà còn cả tay nữa. Ngoài ra thì nó cũng có thể tạo ra những con rối từ lửa như khói và khí ga nữa.
Và stand thứ 9 trong video ngày hôm nay chính là Ignite của tác giả Nguyễn Vũ với stand user là Armin Alert. Khả năng của Ignite chính là có thể têm tính chất sôi cho bất kỳ dạng vật chất nào của nước, bao gồm cả rắn, lỏng và khí, nhưng không làm thay đổi trạng thái ban đầu của nó. Ví dụ như nếu Armin chạm vào nước trong cái ly, thì nhiệt độ của nước sẽ tự động thành 100 độ C, nhưng không khiến nước bốc hơi hay cái ly bị nứt vì sốc nhiệt. Chỉ đơn giản là nước là thứ duy nhất bị ảnh hưởng mà thôi. Chạm vào viên nước đá hay hơi nước cũng thế, viên đá chạm vào sẽ bị bỏng, nhưng viên đá không hề tan ra do ảnh hưởng của nhiệt độ. Và khả năng sẽ đáng sợ hơn nếu nước không khí chỉ chạm vào ngoài da, mà vào các cơ thể của Armin và ra ngoài thông qua các trạng thái khác như là máu, mồ hôi hay là nước mắt. Lúc đấy thì nhiệt độ có thể cao hơn cả 100 độ C và ảnh hưởng những vật xung quanh, máu, mồ hôi và nước mắt. Tất nhiên là Armin không hề bị ảnh hưởng, đồng nghĩa với việc kẻ địch không thể cứ thấy Armin yếu là để ra đấm, bỏng cả tay là chuyện không thể tránh khỏi. Tầm hoạt động cũng khá là xa, tuy tiềm năng của Sten không cao, nhưng đối với một người thông minh như Armin thì không cần phải lo rồi. Điểm yếu của Sten chính là sát thương tay không cao, tốc độ chậm, độ sôi sẽ giảm dần theo thời gian rồi biến mất. Armin rõ ràng không phải là kiểu Sten để đấm nhau nên cần phụ thuộc vào tình huống nhiều hơn. Khi Armin hay Sten chạm vào vùng nước lớn như hồ bơi, phần sôi sẽ lan dần ra cả hồ, chứ không phải cứ nhúng tay vào là cả hồ sôi hết lên. Thế thì kẻ địch đi bơi là thành lẩu hết rồi. Vừa rồi là video kết quả của cuộc thi sáng tạo Sten lần thứ 2 mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Các bạn hãy nhớ bình chọn kết quả ở dưới phần bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Meganime Official để chúng mình làm ra nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Meganime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.